Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân nữ 18 tuổi nhập viện do được chẩn đoán là viêm màng não mô cầu. Đây là một bệnh lây truyền qua đường hô hấp rất nguy hiểm nếu không được kiểm soát kịp thời. Trước thời điểm nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện sốt từ 3 đến 4 ngày, đau đầu rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê. Điều đáng nói là sau khi bệnh nhân này sốt, có hai bạn học tại một trung tâm Nhật ngữ cùng với cả học viên này cũng xuất hiện dấu hiệu tương tự và hiện đã được đưa vào bệnh viện khám cách ly và chờ kết quả xét nghiệm. Được biết tại trung tâm Nhật ngữ này có khoảng 70 học viên và thời điểm bệnh nhân kia sốt thì các học viên vẫn đi học. Vì vậy hiện trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã tiến hành khử khuẩn tại trung tâm, giám sát chặt chẽ những người có liên quan, đồng thời cho uống kháng sinh dự phòng bệnh.